Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, ngày 8 tháng 5, ở Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, như Phước Long, Bình Phước 37,2 độ C, Tà Lài, Đồng Nai 37,4 độ C, Thủ Dầu Một, Bình Dương 38 độ C, Vĩnh Long 37,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, ngày 9 và 10 tháng 5, Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%. Khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm qua và sáng sớm nay ngày 9 tháng 5, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8 đến 3 giờ ngày 9 tháng 5 có nơi trên 80mm, như Nghĩa Đô, Lào Cai 129,4mm, Hoàng Khai, Tuyên Quang 119,4mm, Trung Hội, Thái Nguyên 93,8mm, Nam Cường, Bắc Cạn 86,6mm, Nhơn Mai, Nghệ An 84,0mm. Dự báo ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng.